nhà có ba anh em trai thì bố mẹ đang làm cho hết. À. Chào con trai nhá. Giới thiệu các bác là hai em sinh đôi đây. Một thằng thì nó nguyên mẹ. Hai anh em à? Ủa? Dạ vâng ạ. Con đang xung phong làm thủ môn cho lớp 3 đấy. À, kinh à. Thế thanh niên này đá bóng có giỏi không? À, con cũng đang, con cũng đá bóng luôn à? Ừ. Siêu không? Hai anh em để đôi. Hai anh em sinh đôi và để đôi. May sao là con được nghỉ đến này. Bỏ thân. Em bị từ trong trong thai nhỉ? Thai luôn, nó bẩm sinh. Bẩm sinh. Nhưng mà cháu thì chỉ chân tay thôi chứ không? Thế còn đầu óc con vẫn là bình thường. Bình thường mà, có giấy khen bình thường mà. Óc giỏi à? Cố gắng học con nhá. Không cần chân tay sao rất cái đầu. Sảo xem điện thoại biết đang ngày học. Ừ, đưa thoại cho anh luôn. Bánh tên là gì? Bánh gì? Ơ trời. Bánh tên gì? Bánh gì? Bánh gì? Nó chơi bình thường mà. Nó chơi bánh này không nhớ tên này. Nó nhanh lắm. Nhanh lắm. Ra nhà rồi, cũng không có bóng với này. Trên thế giới nhiều người mà không có tay, không có chân vẫn giàu mà. Cố gắng con nhé, cố gắng học nhé. Ngoài sân cứ tự nhiên hơn. Chào mấy bạn, chơi bạn tự nhiên hơn. Tự nhiên hơn. Đây ngại. Con cứ làm thoải mái đi. Thoải mái đi con. Dẫn bóng thoải mái cho nó đá. Nhưng mà như này mà ứng tuyển vào vị trí thủ môn à? Bắt bằng đầu. Chắc con nó phải ngoài sân chứ. Dạ. Ngoài sân con mới tự nhiên. Nhưng mà anh ơi, cháu nó lê như thế thì cái quần nó không bị gì đấy à? Dạ có anh ơi, rách rất nhiều quần ạ. À. Như vậy mặc quần nó dày dày tí đúng không? Không, thực tế ra mặc quần dày nó cũng bị rách nhiều ạ. Vì cháu rất tốn quần. Đây là, vâng. Con đây là hôm nay là nhà, đây là đang ở nhà ông nội. Ông nội, dạ vâng. Ông nội, hai cháu đang ở nhà ông nội đấy, được các chú vào thăm, nên là bố mẹ đưa nhà ông nội cho sạch. Không, giải đất này là toàn nhà ông nội hết ạ. Tức là bố mẹ làm lên cho mình. Để mình gọi con cái ở thôi ạ. Thì hai chị đang làm gì? Làm ruộng thôi đúng không? Vợ em thì làm công ty gọi là làm cái xưởng. Anh làm ruộng. Còn em thì được công nhân. Công nhân. Được cái... Em thì làm ruộng. Được biết ở trên mạng. Dạ. Anh em vào thăm cháu, cái tên là thăm gia đình, thăm cháu, động trên tinh thần anh em vào là thăm là động viên tinh thần cháu và động viên tinh thần cháu thôi. Thế các bác các chú vào thăm con còn vui không? Dạ. Con đây làm sao? Bây giờ con thích gì nhân? Thích gì nhân là nói bác nghe nào. Con có nói cho chú nghe. Có thích bóng mới không? Hả? Bóng mới á. Bóng mới của đá mới nhá. Hiếu lấy ra đi Hiếu. Thế bây giờ chú hỏi này, ở đây ấy, con biết là những ai ở đây? Con biết chú này không? Đấy. Thế con biết chú không?
À, có cả một cái. Hình được em vào em ra. Có một chưa trước tiên là vào thăm gia đình. Thăm cháu em cũng có nhiều thời gian. Thế là em có một cái xe đến tất cả mấy quả đấy, quả đấy to quá đã nổi không? Đấy. Quả đấy mới lên tí à. Quả đấy, quả đấy đã nổi không con? Quả đấy ok hơn không? À. Quả đấy ok quá. Cái màu gì thì màu nhá. Đây là Việt Nam. Đây là có 5 bộ quần áo. Ui biết thế thì các chú mua cho toàn cho 10 quần 5 cái áo thôi. Đây là 5 bộ quần áo bóng đá nhá. Áo bộ mặc. Thích bóng này không con? Thì có. Đây. Đấy. Đấy. Áo bộ đẹp đây. À, đâu phải bê cái xe vào đây. Như giời ơi, hôm nay nhiều bóng thế. Ok nhiều bóng luôn. Các chú không biết được là sai như thế nào. Tông lớn cơ mà cưới. Bây giờ nó hơi to. Đây là cháu bé. Hôm đó là em. Cái áo này là cháu khả năng, cái áo này bé nó cháu khoảng vừa. Vừa. Đây nè. Cháu đang mặc áo sơ sinh. Đây. À đây được cái to quá thì anh mặc hộ. Đây. À cơ bắp phết chứ. Ghê rồi. Được đấy. Đây này sẽ thấp tiền lắm. Cái này của cái xe này là cơ bắp hả? Dùng cái cơ. Dùng cơ nó đồng đấy. Nên là người rất khỏe. Đấy, lấy cái dao cắt. Đấy. Cái xe này là được. Áo chia chứ chị thì cắt tặng nha. Thấy chưa? Đẹp không? Đấy. Nhìn này thôi mà vừa thiết thì à, đây là của bác Chí người cháu tình chia thế là người cháu to. Bác ông nọ đi xin bác một cái xe để bác để tặng cho cái cậu trên Kiên Trì, thế là bác đưa cho hai cái luôn. Mạng carbon luôn. Này để cho con này ra đường đi du lịch nhá. Ôi giời sướng quá. Cái điện, bằng điện. Đi ăn tiệc. Dí mày xuống được ạ. Đây, giật xuống được. Quá. Cái này cái sạc. À, cái này mở cái gì? Đấy, hai anh em chơi cùng nhau nhá. Đấy, bóng 4 quả liền cho các bạn chơi. Cái cháu thích. Cái này bằng điện. Đấy. Tí xong còn có hướng dẫn hoặc lấy cái số của bố mẹ có số được cái gì? Số để gửi cho bên hướng dẫn để sạc điện. Nhưng cẩn thận cho tự đi không ra ngoài đường là nguy hiểm xuống ao nhá. Phanh đằng sau. Đi tết bên không, các bác cứ lắp lên thằng cháu cho cháu ra lấy điều khiển thằng các bác quay nhỉ. Không cần đâu. Cái này tí nữa bố hướng dẫn được là dễ thôi. Thế thì nhà mình cũng phải tự lắp đâu tự mày vào hướng dẫn đấy. Cái này lắp đâu con này con đi chơi với cái này là mạng carbon đấy. Cái này là của bác chiến lợn ở Hải Dương. Bác chiến 34 ạ. Đúng rồi. Bằng cái này là lần trước em đi làm từ thiện em xin một cái thì bác cho hai cái đi nào. Thế em bảo đợi đủ hai đủ duyên thì em mang tặng cả. Cái cũng là cái duyên là cái bác Chiến đấy ấy, thì cái chị thì đăng lên ấy chị cũng bảo là bác Hải Dương đấy cũng là thôi cũng là cái xe này của bác ấy đấy à đó thế là em bác cho hai cái em xin đi Vĩnh Phúc cho cậu một cái vâng. Thế là còn một cái thì để cất đi bảo đấy. Thì cũng là một cái duyên nói là các bác Chiến 34 ấy thì bác bảo bác cũng không nói chuyện đâu. Nhưng mà cái chị cũng gửi lên ấy, cái số quản lý của bác ấy là bảo lúc nào ra thì sẽ liên lạc với số quản lý của bác Chiến. Dạ. Đó. Quản lý là anh Huy à? Dạ. Đấy thì em chưa biết. Đi không? Em đang có số rồi. Nhưng mà lúc nào hôm mình ôm ra thì liên lạc với anh Huy. Cho cháu lên ngồi thử anh. Huy giỏi luôn. Nam lấy mấy đồ ra cho cháu lên ngồi thử lên. Phanh ở đâu? Đấy là phanh đấy. Phanh đằng sau. Cái này là hai cái đằng sau để em. Hai cái chốt chống chống chống. Chống nào? Không không nó phi ngào đấy. Phi ngào đấy. Đi nhanh đấy. Cái này con đi học nghe mới đi ấy rất vất vả, không cần bố luôn, gần đây không con? Ngay trường. À, ngay đây luôn à? Đây tự đi được. Năm nay là con học lớp 3 đúng không? Con học sinh giỏi không? Con học tiên tiến. Xuất sắc rồi. Mày học giỏi thông minh hơn thầy Huấn rồi. Ngày xưa thầy học tay nút. Vẫn biết được rồi. Giỏi lắm. Vệ sinh cá nhân mình vẫn làm mọi việc bình thường mà. Thế mình đẹp lắm. Để con tẹo nữa viết tên con cho các bác xem. Xe này là đi tán gái được rồi đấy. Anh đấy. Cháu có người yêu rồi. Có người yêu rồi đấy. Anh à, có bạn người yêu không ạ? Các bạn gái ở lớp quý lắm. Hiền lắm, ngoan lắm. Dễ thương. Đây. Rồi cầm thế đâu không đấy. Cái này để cắm đây sạc anh ạ. Vâng. Cắm đây sạc là đi thôi. Nhưng mà có khả năng căng hết pin.
mới để nó mới thì không bây giờ có pin đâu. Anh tắm sàn với có pin. Đá bóng là vị trí thích nhất là vị trí nào con? Con thích ở vị trí nào? Thủ môn à? Hay là tiền đạo? Thủ môn. Thủ môn à? Chắc là chưa có pin. Em chưa. Sàn đằng sau, cắm đằng sau. À, chưa chưa hình như chưa cắm đằng sau. Chưa có điện. Đấy, cắm vào đây. Chưa có bình. Đây, không, cái này cắm vào đây. Nhưng mà không, từ từ. Không, cái bình nắp đâu ấy. Bình để mà. Cái bình là trong cái hộp đây. Cái hộp là chỗ này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, từ từ. À, có dây đấy. Xe này hay hết nhỉ? Không. Anh ơi, bình đây, bình nằm nguyên đây mà hiển thị mặt màn hình như này. Bình nằm đấy. À, đây 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 đây. À. Đây đây. Có cục sạc đây. Có cái báo đây, có cái báo màn hình để ở ngoài. Thế anh đây, cái báo màn hình để mặt kính như này. Nhưng mà bây giờ là bật bật rồi. Đây. Đấy đúng rồi, để thế, để thế. Xin lỗi. Xin lỗi. Có phải cắm luôn nhỉ? Thì là thế bây giờ mới cho anh cái bà là ông có mà lên nữa. Giờ mới 5%. Biết biết đội nào không? À. Cháu thích Ronaldo. À Ronaldo à. À giờ 5% được rồi, sáng rồi đấy. Đó, tí nữa đi được rồi. Lắp pin đã. Đó. Cái này biết sử dụng rồi đó, thấy không? Thần tượng là Ronaldo đấy ạ. Thần tượng rồi. Không phải con thật ra nó thích Phan Hải. À, Phan Hải. Chú Phan Hải à? Thế chú gì nữa? Còn mình biết Phan Hải. Đấy, chú Phan Hải đây. Đây. Chú cũng tên là Hải nhưng chú là Hoàng Hải. Đấy. Chú này chú thì đá bóng thì không giỏi nên chú. Đấy. Thôi hôm nay là... Hôm nay là anh em vào trước tiên là bọn con hôm nay là ngày nghỉ, nghỉ lễ nên là anh em cũng tranh thủ vào thăm gia đình, nhớ mọi người về đây là nhà của ông cháu, nên là sang đây thì trên tinh thần là nhắc lại một lần nữa trên tinh thần là đại gia đình anh em thì bọn em cũng làm ăn nên là cũng có một chút vốn thì do cái lúc khó khăn thì anh em có rất là nhiều người giúp đỡ nên đây thì thấy cháu cũng không quan trọng là như nào mà quan trọng thấy cái tinh thần của cháu ấy có tuyệt vời, có nghị lực thì vào động viên tinh thần cho cháu ấy. Dạ. Cái gia đình có vẻ thay lời mặt cho cháu và gia đình xin cảm ơn tất cả các anh và các em và Mạnh Thường Quân đã cho được cháu đây là các em và đây là ủng hộ của các anh. Đây là các anh rất nhiệt tình về quê cá nhân em là của bạn Phan Thành PD Group gửi em 5 triệu và em thì là có 20 triệu. Dạ. Thế là. À, đấy. Bác chị... là gửi tiết kiệm cho con nhá, để đóng học phí nhá. Xay bác thích như thế gì? Thế là 25 triệu anh. Xay lời cho con thì cũng không biết. Trời ơi. Đây đây, em có 5 triệu nữa, em đang yếu con. Cảm ơn anh chào cảm cho con đã ủng hộ cháu. Thôi có gì đâu. Em thì từ Sapa trên bản xuống gửi anh 10 triệu có gì anh mua đồ cháu mua đồ cho hai thằng ăn học nhá. Dạ vâng. Tôi không biết nói gì, cảm ơn tất cả mọi người và Mạnh Quân tất cả mọi người. Vâng, chú bé nhé, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhé. Hôm nay con thích ăn gì bố mua nhé. Con nhé. Đây cả gia đình, gia đình cho xin chụp cái ảnh nào. Gia đình, cả gia đình nào. Rồi tắt đây rồi. Đây rồi, con nó biểu diễn nào. Các bạn ra đá bóng, các bạn ra đá bóng. Đâu, ra đá bóng đây, chưa nào. Anh Gấu đâu? Ra đá bóng với em ở Việt Nam rồi. Hả? Ra đá bóng. Ra đá thì... Được, không sao. Không sao. Áo các bác tặng mà. Bao bao. Các bạn đâu, các bạn đâu? Các bạn đâu? Các bạn đâu? Các bạn này. Đây này, chỗ này này. Rồi. Cậu ấy là đang sợ quần áo, nhưng không sao. Tí này thay. Đánh đá đi. Sao bố bẩn có năng khiếu đi para game chứ? Đá đi. Ừ. Đá con đá đi cho các bạn quay. Cứ đá tự nhiên đi. Đây à, lấy đá, cứ được. Nào các bạn tự nhiên nào. Nào, chuẩn bị bắt này. Tự nhiên đi. Nào. Ây. Tiền cho lại cho em. Đây đi con. Ây giời. Nào, dưới nào, dưới bóng nào. Ông có phạm cái đấy, kinh đấy. Ây. Ngoài đá còn tốt hơn cả. Rồi.
Giỏi lắm. Ok con. Dê đi con. Con dê nào, con dê như mọi khi nào. Các bạn vào tranh bóng đi, các bạn vào tranh bóng đi. À, về như mọi khi, con đi bóng đi. Ê, chào Huấn nhá. Đi như Ronaldo. Ê, về đây biết anh Huấn à. Ê, đây con ngay bóng đi, mọi người vào đi. Đá bình thường đi. Đá bình thường đi nào. Ở kia ở trường đá tốt rồi các bạn nhỉ? Đi, ui, tốc độ cao chứ. Bê bóng vào các bạn đi. Dạ ba, dạ. Phải ba ơi. Chờ cho cháu đi một vòng xe rồi gọi là đi xe. Anh cứ đứng đây cho nó đi một tí. Đây.